Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, Đại Khê Thủy, ngày Giáp Dần, tức Can Chi tương đồng thuộc Mộc và ngày hôm nay là ngày Cát. Vài nạp âm, Đại Khê Thủy, Kỷ Tuổi, Mậu Thân, Bính Thân, ngày thuộc hành Thủy, khắc với hành Hỏa, đặc biệt là Tuổi, Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa, không sợ Thủy. Ngày Dần, lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất thành Hỏa cục, xung với Thân, Hình Tỵ, Hại Thị, phá Hợi và Tuyệt Dậu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý. Tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Thiên Mã, hay còn gọi là sao Lộc Mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng và cầu tài lộc. Sao Ích Hợp, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa, xấu đối với xuất hành, sao Bạch Hổ, kỵ về an táng, sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Cô Thần, xấu đối với cưới hỏi, sao Thổ Cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh. Đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi Tý cần phải cẩn thận khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì ngày hôm nay. Nếu không, bạn rất dễ gặp phải những rắc rối to gây ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ và danh tiếng của mình. Bạn tuổi Tý, bản mệnh là người thông minh, hoạt bát nhưng lại quá mức hiếu thắng. Hãy xác định rõ bản thân mình đang đứng ở đâu, bản thân có khả năng trên những lĩnh vực gì trước khi xác định mục tiêu và phương hướng phát triển chính xác nhất cho mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà đang rất hài hòa và yên bình.
Nếu như bạn có gặp phải những khó khăn hay là bế tắc gì, bạn mạnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình. Bạn tin rằng hai người đồng lòng sẽ có thể giải quyết được mọi rắc rối trong cuộc sống và trong công việc nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim cần phải cẩn trọng trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy quá mức hiếu thắng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa cần phải xác định rõ bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ hòa hợp với nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc trao đổi cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 35, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, và đây là báo hiệu cho bạn đang có được tin mừng trong ngày hôm nay. Nếu như bạn tuổi Sửu đang giữ những vị trí như là lãnh đạo, bạn là một người có uy tín với cấp dưới và tất cả mọi người đều lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn, nhờ đó mà mọi việc với bạn đang tiến triển rất chi là thuận lợi. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn là nhân viên, bạn hẳn sẽ có một tiềm đồ rất sáng lạn bởi cấp trên đã nhìn nhận được khả năng và sự cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải xác định một đích đến có tham vọng hơn cho mình và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Sửu có thể phải chịu đựng sự ganh ghét của một số kẻ không muốn làm nhưng lại chỉ muốn hưởng thành quả. Và với bạn tuổi Sửu, đừng có nên phiền lòng và sao nhãng vì những kẻ như vậy. Bạn hãy bỏ những lời suối, nối suối bẫy ngoài tai bạn tuổi Sửu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có được sự tin tưởng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy được cất nhắc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa bị kẻ tiểu nhân ganh ghét, ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ cần phải tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc tham vọng hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 36, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dần. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này vận trình của bạn đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy các chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được mấy thuận lợi. Với bạn tuổi Dần có thể sẽ cãi cọ mâu thuẫn với nửa kia của mình, và nguyên nhân có thể nằm ở việc hai người không đi tới những quan điểm thống nhất với nhau. Ngày này, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần là bạn nên cần phải bình tĩnh để suy nghĩ cẩn thận và đặt vị trí mình vào vị trí của người ấy. Bạn cũng cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy của mình lại, nếu không bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia và khiến cho cái chuyện tình cảm của hai người gặp rắc rối lớn hơn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, cái nguồn tài lộc của bạn lại đang có dấu hiệu được khởi sắc do trong ngày có sự xuất hiện của thiên tài chiếu mệnh. Với bạn tuổi Dần có thể phát tài dựa trên chính vận may của mình, và điều này có thể khiến cho rất nhiều người ganh tị, nhưng bạn không nên lấy đó làm kiêu ngạo
và trở thành người ăn tiêu thiếu chừng mực bạn tuổi Dần nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có sự tranh cãi với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa tính tình nóng nảy. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ đừng làm tổn thương nửa kia. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc số phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim cần phải chi tiêu có kế hoạch hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 25, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày của tam hội phù trợ đưa tới cho bạn có được cơ hội gặp gỡ hoặc là kết nối liên lạc giữa bạn tuổi Mão với một người bạn cũ nào đó, và hai người có thể hàn huyên tâm sự mọi chuyện với nhau sau thời gian dài xa cách. Bạn mệnh tuổi Mão cũng có thể có thêm được những sáng kiến thú vị nào đó với sự gợi ý của họa, cho nên bạn cũng trở nên háo hức hơn cho những dự định mới của mình. Còn về tình hình tài chính của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai đầu tuần này có được sự cải thiện đáng kể nhờ bạn đang có được sự che chở của chính tài chiếu mệnh, và rất có thể với bạn tuổi Mão sẽ có ai đó mượn tiền và nay trả lại cho bạn, hoặc là với bạn đang có được khoản thu nào đó nằm trong dự kiến của mình mà bạn vừa thu được về túi. Bạn tuổi Mão, bạn tự tin với khả năng kiếm tiền của mình, và cho dù bản thân không quá giàu có như ai kia, nhưng chỉ cần có đủ cho nhu cầu cơ bản là được rồi. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có Mậu khí vượng. Cái điều này gây ra những tác động xấu tới sức khỏe của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Vì thế với bạn tuổi Mão nên nghỉ ngơi sớm, đừng có làm việc quá sức hoặc cố ra quyết định quá nhiều trong ngày hôm nay. Nếu không, vì không đủ khả năng tập trung mà bạn sẽ rất dễ mắc phải sai sót nữa. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, niềm tin của bạn có thể sẽ đặt sai chỗ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ không nên đầu tư, cần phải chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim có những tín hiệu đáng mừng trong sự nghiệp. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 56, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ, và đây là dấu hiệu tốt cho bạn tuổi Thìn đang có những khúc mắc trong mối quan hệ với người thân trong gia đình. Lúc này bạn có thể dễ dàng hòa giải hơn khi đối phương chịu lắng nghe nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, mang tới cho bạn có được khả năng sáng tạo không ngừng. Và nhất là đối với những ai làm trong những ngành nghề như là nghệ thuật, bạn càng có được cơ hội bay bổng và bước ra khỏi những giới hạn của bản thân mình. Và cơ hội để cho bạn thể hiện tài năng của mình trong ngày hôm nay là rất cao. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới túi tiền của bạn. Có thể vì lời ngôn ngoặt của ai đó mà bạn tuổi Thìn
tiêu thiền không đúng, dễ có những quyết định sai lầm, và ngày hôm nay bạn nên hạn chế trong việc chi tiêu, nhất là đối với những món đồ mua chỉ vì sở thích nhất thời của mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ rơi vào cảnh tiến thoái nửa lưỡng nan vì chủ quan. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, bạn đã tỉnh táo hơn, tránh được một số quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, có một số cảm xúc khá rõ ràng, chỉ là bạn đang trốn tránh mà thôi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, lúc này bạn nên dành thời gian cho bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp, chia sẻ khó khăn với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 38, số 49, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tỵ không nên ôm đồm chuyện bao đồng, quá quan tâm tới chuyện của người khác, kể cả khi bạn có nhận ra rằng mối quan hệ của một ai đó đang không ổn chút nào thì cũng đừng lên tiếng nhận xét nhé. Bạn hãy để cho họ tự đánh giá và có được giải pháp cho vấn đề mà họ đang gặp phải thì tốt hơn. Nếu không, bạn có thể sẽ rước họa vào thân nữa đó. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ nhận ra rằng với bạn đang có những sai sót là chuyện thường tình, và cách tiếp cận tốt nhất cho vấn đề mà bạn đang gặp phải ngày hôm nay chính là bạn cần phải nỗ lực tập trung vào chúng và tìm hướng giải quyết. Đừng có quên rằng thời gian là quan trọng, bạn hãy cho mình thời gian và bạn sẽ thấy rồi, tất cả sẽ được tháo gỡ ổn thỏa mà thôi. Ngày thứ hai này, bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, mang tới cho bạn có được chỗ dựa về tinh thần khi bạn đang cảm thấy lầm đường lạc lối. Khi ai đó cho bạn lời khuyên thì với bạn tuổi Tỵ hãy biết lắng nghe và phân tích kỹ càng. Không phải ai cũng có thể cho bạn lời khuyên giá trị, nhưng với người càng nhiều kinh nghiệm thì lời khuyên của họ càng quý giá bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, được khai mở trí tuệ khi thích học hỏi nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cẩn thận kẻo lại gặp tiểu nhân gây hại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, hay thay đổi không kiên định với mục tiêu. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, trở nên nóng nảy gắt gỏng hay là đổ lỗi cho bất cứ ai. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 52, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ hai đầu tuần này đang có chính quan chiếu mệnh, mở ra cho bạn có được cơ hội để phát triển tri thức hiểu biết của mình. Khi bạn vô tình tìm được thông tin hay ho giá trị nào đó, và dường như với bạn tuổi Ngọ càng tìm hiểu bạn lại càng bị cuốn hút theo đó, và cơ hội để cho bạn phát triển công việc trong thời gian này là rất cao. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ cần phải biết nắm bắt cơ hội thật tốt nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ
cũng đang gặp được ngày của tam hợp phù trợ, đưa tới cho bạn có được sự chỉ dẫn hay ho, giúp cho bạn mạnh trong chuyện tình cảm, hạn chế việc bạn phạm phải sai lầm. Khi bạn áp dụng những lời khuyên giá trị vào đời sống tình cảm, cũng là lúc bạn cảm thấy được hạnh phúc trọn vẹn hơn và nhiều cặp vợ chồng có thể được hàn gắn trong thời gian này nữa. Trong ngày thứ hai này, bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh, giúp cho bạn hạn chế được những quyết định sai lầm. Và hơn nữa, sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay được cải thiện rõ rệt nhờ việc nỗ lực tập luyện và áp dụng chế độ ăn uống khoa học hơn mỗi ngày. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tính tình hiếu thắng, không chịu được những lời kích bác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tình cảm có được sự hài hòa, vui vẻ và hạnh phúc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, thích được khen ngợi, không thích nghe người khác chê trách. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, cố gắng quyết tâm vì mục tiêu của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi việc. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 65, số 97, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay có được thành tích nổi bật và xuất sắc, thậm chí ngoài mong đợi của chính bản thân mình nữa. Thế nhưng không có nghĩa là bạn tuổi Mùi có nhiệm vụ giúp cả thế giới này đâu, kéo lại vì lòng tốt của mình là lại hại chính bản thân mình. Ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn cảm thấy rằng bận rộn tới mức không thể lo lắng cho tất cả bất cứ ai khác thì đừng có ôm đồm quá nhiều công việc vào mình. Bạn hãy chỉ hứa hẹn khi bạn có thể thực hiện được mà thôi, đừng có quên điều đó. Và mỗi người có một vấn đề riêng và đều phải tự lực cánh sinh để giải quyết nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này cho thấy với những cuộc trao đổi của bạn trong ngày hôm nay sẽ mang nặng yếu tố về cảm xúc, đem lại cho bạn có nhiều tâm tư trăn trở thay vì những giây phút thư giãn thoải mái. Thế nên với bạn tuổi Mùi có thể thì hãy tập trung nhiều hơn vào công việc, nhờ thế mà bạn sẽ có một ngày làm việc đạt hiệu quả hơn. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, đời sống tình cảm của bạn đang bị bỏ bê. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, có người hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, nếu phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng xuất hành tốt. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 33, số 68, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo mối quan hệ giữa bạn tuổi Thân và một người nào đó sẽ trở nên căng thẳng hơn, sức nóng giữa bạn và người đó sẽ càng tăng lên. Tuy nhiên, bạn cần phải cố gắng kiểm soát điều này thông qua việc hành xử một cách bản lĩnh và điềm đạm. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh,
cái điều này cho thấy nếu một người nào đó đưa ra cho bạn những lời khuyên thì bạn cần phải lịch sự và lắng nghe, đừng có giữ thái độ cao ngạo, coi thường, nếu không, đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy hối hận. Tôn trọng là một trong những phẩm chất quan trọng trong đời sống đối với bạn tự thân nhé. Ngày thứ hai này với bạn tự thân á, cũng đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn mình cần phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Bạn không nên đuổi theo bất cứ ai cả. Chỉ khi bạn yêu thương chính bản thân mình thì tự khắc người quan tâm và yêu thương bạn thật lòng sẽ xuất hiện mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, không nên dễ dàng tin theo lời của người khác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đánh giá của họ không quan trọng bằng việc bạn tin tưởng vào chính bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, hãy nghi ngờ mọi việc để bạn không vội vàng đánh giá. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, hôm nay không cần phải giải thích quá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần phải bình tĩnh để trò chuyện với nhau. Và đánh giá của bạn tự thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, khiến cho bạn nảy sinh sự nghi ngờ với đồng nghiệp hoặc là anh em thân thiết của mình. Bạn cần phải điều tra rõ mọi chuyện trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, có thể tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bạn mệnh tuổi Dậu, bạn là người thẳng thắn và nhiệt tình, sẵn sàng cố gắng hết mình cho sự nghiệp của mình, nhưng lại rất dễ thiên về mù quáng hoặc là thiếu đi lý trí. Bạn cần phải suy nghĩ cho kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào sự nghiệp của mình, bạn tuổi Dậu nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu á, cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy bạn mệnh không nên giấu tất cả những suy nghĩ vào trong lòng như vậy. Tại sao không tâm sự với nửa kia của mình? Đó là người thân thiết nhất với bạn cơ mà. Đừng có nghĩ rằng người kia không hiểu cho mình và khép lòng lại như vậy, bạn tuổi Dậu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có sự nghi ngờ đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, không vội vã kết luận. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, thẳng thắn, nhiệt tình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có sự mù quáng và thiếu đi lý trí. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nên tâm sự với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa tuất phù trợ cho bạn. Cho nên, đối với những bạn đang còn độc thân, có được những cơ hội hẹn hò lý tưởng, mở ra cơ hội để cho bạn tìm được người phù hợp với mình trong thời gian này. Còn đối với những cặp đôi đã và đang lên kế hoạch cho những chuyến du lịch để làm mới tình cảm đôi lứa trong thời gian này nữa. Và hôm nay là ngày mà với bạn tuổi Tuất đang có được sự sáng tạo được phát huy tối đa nhờ có được thiên tài chiếu mệnh. Có thể bạn ngại nói ra với ai đó vì sợ họ không chấp nhận, nhưng thực ra bạn nên học cách chia sẻ với tất cả mọi người điều này, và bạn sẽ thấy rằng những cảm xúc mà bạn nhận lại được thực sự là rất tích cực và ý nghĩa nữa.
Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy không phải ai cũng đồng tình quan điểm với bạn. Do đó, bạn không nên tranh cãi với họ làm gì cho tốn thời gian mà lại càng dễ nóng giận, bốc đồng, nói ra những lời không hay làm ảnh hưởng tới mối quan hệ. Ngày này với bạn tuổi Tuất á, bạn nên ở bên người bạn mà mình yêu thương sẽ tốt hơn nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, người ấy mang lại cho bạn có được sự tin tưởng và niềm vui. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nhắc nhở bản thân không làm việc nữa vời. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, hãy nghĩ đến hậu quả trước khi hành động. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Hợi thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dần Hợi tương phá. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Hợi cần phải cố gắng dành thời gian để ý tiểu tiết hơn một chút. Nếu không, bạn sẽ có cơ hội để cho kẻ tiểu nhân lợi dụng sơ hở này để trục lợi và làm hại bạn. Bạn nên đưa ra những hình thức răn đe sao cho phù hợp, chớ có dễ dàng bỏ con lỗi sai này của họ. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho thấy nguồn tài lộc của bạn trong ngày hôm nay khá dồi dào và bạn có thể chia sẻ nó với một người nào đó cần tới sự hỗ trợ của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Hợi, bạn hãy làm tất cả những gì bạn có thể để hỗ trợ cho họ một cách tốt nhất có thể. Hẳn nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ hy sinh thời gian của mình. Nhưng để giữ được một tình bạn tốt đẹp thì điều đó đâu có nghĩa là gì, phải không bạn tuổi Hợi? Ngày này, bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn mệnh cải thiện được các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Bạn có thể làm lành với bạn bè, người thân, vợ hoặc là chồng của mình sau một khoảng thời gian giận dỗi và tránh mặt nhau nữa. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, bạn không cần phải cố một việc làm gì đó. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, giữ tinh thần trách nhiệm đang có là được rồi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, ai không hiểu bạn cứ để cho một thời gian nữa sẽ sáng tỏa mà thôi. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đã đến lúc bạn cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.